Bài giảng ngày thứ bảy Ngày thứ bảy đã qua Bây giờ quý vị còn ba ngày nữa để tu tập Nhưng để tu tập nghiêm chỉnh Quý vị chỉ còn hai ngày nữa Bởi vì vào ngày thứ mười Sau giờ ngồi thiền từ 8 đến 9 giờ sáng Quý vị sẽ học một phương pháp thiền mới và sau đó lời nguyện giữ im lặng trước đây sẽ được xả bỏ. Sẽ không còn sự im lặng thánh thiện nữa. Sẽ có những trò chuyện thánh thiện. Có thánh thiện hay không, trò chuyện là trò chuyện. Trò chuyện và sự hành thiền nghiêm chỉnh không thể cùng tồn tại với nhau. Không thể đi đôi với nhau. Cho nên quý vị sẽ không thể hành thiền một cách nghiêm chỉnh vào ngày thứ 10 được. Thúy thế, ngày ấy là một ngày quan trọng, rất quan trọng. Bởi vì trong 9 ngày, quý vị đã thực hiện cuộc giải phẫu tâm rất sâu. Vào ngày thứ 10, vết thương sâu đậm này sẽ đòi hỏi một chút thuốc thoa dịu. Phương pháp quý vị sẽ học trong ngày thứ 10 sẽ là phương thuốc rất êm nhẹ để xoa dịu vết thương. Hơn nữa sau khi qua cuộc giải phẫu rất sâu này. Hết 9 ngày im lặng, nếu người ta thành lình đến với thế giới bên ngoài, sẽ giao tiếp với nhau, đôi khi người ta sẽ bị sốc. Nên ngày thứ 10 là ngày để làm dịu sự va chạm cho quý vị. Làm như thế để vào ngày thứ 11, quý vị sẽ đối diện với cuộc đời một cách dễ dàng hơn. Như thế, chỉ còn hai ngày nữa để thực hành thiền thật nghiêm chỉnh. Đức Phật muốn quý vị thực hành thiền một cách liên tục. Đối với phương pháp này mà nói, sự thực hành liên tục là bí quyết để thành công. Khi thiền sinh đến với khóa học dài hơn, khóa 20 ngày, khóa 30 ngày, khóa 45 ngày, họ làm việc liên tục ở đây quý vị có những giờ nghỉ, nhưng không có những giờ nghỉ cho các thiền sinh khóa dài ngày này. Quý vị cũng phải học cách thực hành sao cho liên tục. Cho nên trong hai ngày này, hãy học cách làm thế nào để thực hành liên tục. Trong những giờ thiền, dĩ nhiên, quý vị ngồi với cặp mắt nhắm lại và thiền. Những lúc được gọi là lúc nghỉ ngơi bây giờ không còn là nghỉ ngơi nữa, khi quý vị phải làm một việc gì bằng tay chân, quý vị phải đứng dậy và bước đi, bước về phòng ngủ của quý vị, bước đến phòng ăn, vân vân. Quý vị vẫn đang hành thiền. Với cặp mắt mở, quý vị có ý thức. Quý vị chỉ đang nghỉ ngơi với cặp mắt mở. Quý vị có ý thức, quý vị có ý thức được những gì mình đang làm bằng tay chân. Nếu quý vị đang đi bộ, Quý vị ý thức rằng mình đang đi bộ. Nếu quý vị đang ăn, quý vị ý thức được mình đang ăn. Nếu quý vị đang tắm, quý vị ý thức được mình đang tắm. Nếu quý vị đang nghỉ, quý vị ý thức được mình đang nghỉ. Nhưng cùng với ý thức, rất cần thiết là quý vị cũng ý thức được cảm giác này hay cảm giác khác trên cơ thể. người ta đã không hiểu đức phật một cách đúng đắn và họ chỉ thực tập việc ý thức về sự đang đi đang đi đang đi điều này có lợi ích riêng đấy nhưng đây không phải là giáo huấn của đức phật ngài muốn quý vị luôn luôn ý thức về cảm giác của mình hoặc ý thức về hơi thở ra vào hay ý thức về cảm giác nếu quý vị bỏ quên cảm giác thì quý vị đã bỏ quên đi phần sâu thẳm nhất của tâm và quý vị phải sửa đổi ở phần sâu thẳm nhất của tâm. Quý vị phải thay đổi khuôn mẫu thói quen của phần sâu thẳm nhất này cho nên cảm giác ý thức về cảm giác rất là quan trọng. Trong khi đang đi, không nhất thiết là quý vị phải cảm thấy cảm giác trên khắp cơ thể nếu chưa thể làm được trong giai đoạn này. Nhưng ít nhất hãy cảm nhận cảm giác ở phần đang cử động. Khi đang đi, quý vị ý thức về những cảm giác trên chân của quý vị. Khi quý vị bốc thức ăn, quý vị ý thức về những cảm giác trên các ngón tay, miệng chạm vào thức ăn, và quý vị ý thức về những cảm giác ở đôi môi, ở nướu, ở lưỡi, và ở cuống họng khi quý vị nuốt thức ăn. Tại bất cứ những phần nào đang cử động, quý vị đều có cảm giác. Nếu đôi lúc quý vị không cảm nhận được cảm giác ở phần đang cử động, hãy cảm nhận cảm giác trên bất cứ phần nào của cơ thể. Ở đâu đó trên cơ thể quý vị chắc hẳn phải cảm nhận được một cảm giác. Và cùng với sự cảm nhận cảm giác này, quý vị ý thức được bất cứ cử động nào của cơ thể đang diễn ra. Đấy là trong những lúc nghỉ, theo cách này quý vị có sự liên tục. Trong những giờ hành thiền, quý vị ngồi với cặp mắt nhắm lại và thiền ngoài những giờ ngồi thiền đó quý vị mở mắt ra và làm những việc cần thiết bằng tay chân quý vị vẫn đang hành thiền bởi vì quý vị ý thức được hành vi cử chỉ của mình và quý vị ý thức được các cảm giác ban đêm khi đi ngủ quý vị nằm xuống với cặp mắt nhắm nằm xuống quý vị ý thức được từng cử động của thân thể quý vị cảm thấy muốn trở mình sang một bên và quý vị ý thức được mình đang trở mình qua phía ấy rồi quý vị trở mình qua phía bên kia quý vị ý thức được mọi việc đang xảy ra ở mức độ thân thể cùng với điều này quý vị ý thức được các cảm giác xin nhắc lại không nhất thiết phải di chuyển từ đầu xuống chân hay từ chân lên đầu theo thứ tự quý vị đang nằm bất cứ cảm giác nào nảy sinh ở đâu và quý vị ý thức được không cảm giác này thì cảm giác khác trên bất cứ phần nào của cơ thể. Và trong lúc quý vị ý thức về cảm giác, ý thức về cảm giác, quý vị đi vào giấc ngủ, giấc ngủ ngon. Tốt lắm. Ban đêm là để ngủ say. Sáng hôm sau, khi thức dậy, quý vị cảm nhận các cảm giác. Một lần nữa, quý vị lại bắt đầu tu tập với các cảm giác. Một thiền sinh nghiêm túc đôi khi có thể không có được một giấc ngủ ngon nửa ngủ nửa thức rất tốt và trong vài trường hợp có những thiền sinh suốt đêm không ngủ được tuyệt lắm cả đêm không ngủ nhưng cứ nằm với cặp mắt nhắm lại nếu không ngủ được cũng không thành vấn đề quý vị ý thức về cảm giác ý thức về cảm giác nếu quý vị bắt đầu lo lắng ô coi kìa chưa ngủ 12 giờ đêm vẫn chưa ngủ 1 giờ sáng vẫn chưa ngủ hai giờ sáng vẫn chưa ngủ thì ngày hôm sau quý vị sẽ thức dậy mệt mỏi như một người bệnh quý vị đã không thực hành vipassana nhưng nếu quý vị chỉ có ý thức về cảm giác của mình và nếu không có cảm giác thì quý vị có ý thức về hơi thở ra vào tâm quý vị rất quân bình ngày hôm sau quý vị thức dậy rất tươi tỉnh như thể quý vị vừa qua một giấc ngủ rất ngon sau cùng Thiên nhiên muốn quý vị ngủ chỉ vì hai mục đích. Một là để cho cơ thể nghỉ ngơi, suốt ngày cơ thể làm việc, bây giờ quý vị cho nó nghỉ ngơi. Tương tự như thế, suốt ngày tâm quý vị bận biểu đó đây, cho nên bây giờ hãy để tâm trí nghỉ ngơi. Cho nên không bao giờ ngồi thiền vào ban đêm, cứ nằm xuống, có như vậy quý vị để cho cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi để cho cơ thể hoàn toàn nghỉ ngơi và cũng để cho tâm trí có được sự nghỉ ngơi tuyệt diệu khi nó thức dậy. Hãy luôn ý thức và đồng thời giữ sự bình tâm. Tâm được nghỉ ngơi nhiều thế là đã thỏa mãn được mục đích. Thân thể được nghỉ ngơi đầy đủ, tâm được nghỉ ngơi đầy đủ, ngày hôm sau quý vị rất tươi tỉnh. Trong tất cả những kinh điển Ấn Độ có 3 trường hợp. Hoặc là người ta thức hay người ta đang trong giấc ngủ hay người ta đang trong giấc mơ như có trường hợp thứ tư cho các yogi yogi không có nghĩa là những người chạy nhảy đầy kỹ xảo trong asana và panayana những người này không phải là yogi yogi là người đạt tới sự thể nhập với chân lý tối hậu người như thế là một yogi yogi vipassana đây là giai đoạn rất cao khi quý vị thức dậy và không thức dậy như một người bệnh. Quý vị thức tỉnh trước thực tại của cảm giác trong bản thân quý vị và quý vị giữ được sự bình tâm hoàn toàn, bình tâm hoàn toàn. Trong nhiều kinh điển, điều này được diễn tả như sau. Toàn thể thế giới ngủ say, nhưng người yogi vẫn tỉnh thức. Thức tỉnh trước những cảm giác, trước thực tại nội tâm Điều này không có nghĩa là ban đêm khi đi ngủ, quý vị tự nhủ rằng, tôi sẽ không ngủ. Tôi là người hành thiền Vipassana, cứ để thế giới ngày ngủ, còn tôi sẽ thức. Điều đó đưa tới cực đoan. Nếu quý vị buồn ngủ một cách tự nhiên thì cứ ngủ. Nhưng nếu không ngủ được, thì quý vị ý thức về cảm giác và giữ tâm quân bình, không cần phải lo âu. Không có một chút bồn chồn lo lắng. Quý vị đang làm phần việc của mình. Quý vị ý thức về thực tại ở mức độ cảm giác. Và quý vị không phản ứng. Quý vị vẫn bình tâm. Quý vị để cho tâm được nghỉ ngơi hoàn toàn. Quý vị để cho thân được nghỉ ngơi hoàn toàn. Cứ thế, hãy tận dụng hai ngày còn lại. Hãy học cách thực hành. RATIN DI VANG RATIN là chọn ngày và chọn đêm. 24 giờ đồng hồ atandito, nghĩa là không biết chán. Như Đức Phật đã nói, ngày và đêm. Chỉ khi quý vị ngủ say, quý vị không tránh ngủ được. Còn không, ngày và đêm tu tập liên tiếp không ngừng, liên tiếp không ngừng, liên tiếp không ngừng. Hãy làm một cuộc giải phẫu thật sâu để trong hai ngày này quý vị lấy ra được những ô nhiễm bám rễ rất sâu. Vốn là nguyên nhân tạo ra những đau khổ trầm trọng cho quý vị. Bây giờ hãy để cho chúng xuất hiện. Đây là giai đoạn tuyệt vời để được giải thoát khỏi những ô nhiễm này. Sự thực hành liên tục sẽ giúp quý vị. Sóng gió có thể vẫn còn, nhưng bây giờ, sau khi học xong 7 ngày, quý vị đã có đủ sức mạnh để đối diện với chúng. Quý vị đủ sức để đối diện với chúng, đừng lo lắng gì cả chẳng có sóng gió nào làm cho quý vị bị dao động nhiều đâu. Năm kẻ thù, năm Nivarana vẫn còn đấy, nhưng chúng trở nên yếu dần, yếu dần, yếu dần. Và chúng ta cũng có năm người bạn, những người bạn tuyệt vời. Hãy giữ những người bạn này bên cạnh, và quý vị sẽ thấy rằng họ rất hữu ích cho quý vị. Những người bạn này thực sự rất hữu ích, với điều kiện là sự tinh khiết của họ vẫn còn tồn tại. Nếu mất đi sự thuần khiết, chính những người bạn này sẽ trở thành những kẻ thù và sẽ rất có hại. Vậy những ai là bạn hữu của ta? Sự thuần khiết của những người bạn này là gì? Chúng ta hãy tìm hiểu. Ta có 5 người bạn. Theo ngôn ngữ thuở ấy, người thứ nhất được gọi là Sata. Chữ này có nghĩa là sự thành tâm, tin tưởng. Sự thành tâm, tin tưởng là người bạn rất quan trọng người nào không có chút niềm tin nào không có chút thành tâm nào trong bất cứ điều gì mình làm thì làm sao người ấy có thể thực hiện công việc một cách đúng đắn được nếu người ta lúc nào cũng nghi ngờ hoài nghi thì người ta không thể làm việc được quý vị phải có sự tin tưởng vững chắc phải có niềm tin bảy ngày trôi qua đến giờ phút này ta nên tin tưởng vào phương pháp tiền này tin tưởng vào con đường giải thoát này để có thể làm việc hữu hiệu hơn nhưng lòng tin này sự tin tưởng vững chắc này lòng kính tín này có thể trở thành kẻ thù to lớn nếu chúng trở thành mù quáng đức tin mù quáng tôn sùng mù quáng tí ngưỡng mù quáng những thứ này không giúp được gì cho chúng ta chúng là những kẻ thù lớn đừng cho phép chúng trở thành mù quáng khi tất cả năm người bạn này trở nên mù quáng chúng trở thành vô dụng chúng chẳng giúp ích được gì cả như thế đi cùng với chúng phải có trí tuệ mỗi người bạn phải có trí tuệ để quý vị nhận rõ được sự thuần khiết của người bạn đặc biệt này sự thuần khiết của lòng kính tín chỉ đến khi quý vị có lòng kính tín đi cùng với trí tuệ không có trí tuệ lòng tin này trở thành mù quáng trí tuệ ví như cặp mắt của chúng ta và lòng kính tín ví như đôi chân của chúng ta người không có mắt vẫn có thể bước đi trên con đường thậm chí có thể chạy trên con đường, nhưng sẽ không biết khi nào mình đi sai đường. Người không có mắt có thể rơi xuống hố, người chỉ có mắt nhưng không có chân, không có lòng kính tín. Một người như thế sẽ chỉ nhìn vào con đường giải thoát mà nói, Ồ, đạo lộ này, rất tuyệt vời, rất vĩ đại. Giáo huấn của Đức Phật thật huyền diệu, tham ma thật huyền diệu. Nhưng người ấy không thể bước đi dù chỉ một bước bởi vì họ không có lòng kính tín không có niềm tin cả hai trí tuệ và lòng kính tín đều quan trọng sự hợp nhất của cả hai tạo cho ta rất nhiều sức mạnh bởi vì từ đó sự kính tín ấy trở thành loại kính tín sáng suốt nó trở thành sự thành tâm đi kèm với sự thông minh biết phân biệt sự khôn ngoan biết phân biệt phải trái cho phép chúng ta biết cái gì là cốt tủy của lòng kính tín. Chúng ta không chỉ chấp nhận một cách mù quáng. Cái gì là cốt lũy của lòng kính tín? Quý vị có thể có lòng kính tín đối với bất cứ người nào, đối với bất cứ nam thần, nữ thần nào, bất cứ vị thánh nhân hay bậc giác ngộ nào. Tại sao quý vị có lòng kính tín đối với người này, vị này? Bởi vì vị này là một thánh nhân. Vị ấy có một số đức hạnh nào đó quý vị có đức tin đối với các đức hạnh ấy. Nhìn vào các đức hạnh ấy, quý vị có lòng hứng khởi. Quý vị có cảm hứng muốn phát triển chính những đức hạnh này nơi mình. Như thế thì lòng kính tín ấy rất có ích, rất hữu dụng, rất có mục đích. Nếu không, chẳng có lợi lạc gì cả. Nếu quý vị chỉ thể hiện lòng kính tín của mình bằng một cái bình bát ăn xin, nếu quý vị cứ cầu khẩn, kính lại thượng đế toàn năng xin cho con cái này kính lại nữ thần xin cho con cái này xin cho ý nguyện này được thành tựu xin cho ý nguyện kia được thành tựu lòng kính tín ấy là thứ sùng tín mù quáng nó chẳng giúp được gì cả lòng kính tín nên hướng về phẩm hạnh có được cảm hứng muốn phát triển chính những đức hạnh này nơi chính mình mới là lòng tin huyền diệu một ví dụ một lần nữa cách đây nhiều năm những năm đầu tiên sau khi tường miến điện trở về trong những khóa thiền tôi mở ở ấn độ có một bà lão đến học bà học hành nghiêm chỉnh bà tu tập rất nghiêm chỉnh bà hiểu đúng đắn phương pháp thiền tu tập đàng hoàng và thu gặt được kết quả tuyệt diệu sau khi trở về nhà trong một năm bà ta tiếp tục hành thiền vào buổi sáng và buổi chiều Bà tiếp tục áp dụng phương pháp này vào đời sống hàng ngày của bà, và bà ta thu hoạch thêm nhiều lợi ích. Một năm sau, bà ta trở lại học thêm một khóa, để ngày càng vững vàng trong phương pháp thiền, vững vàng trong tham mà. Nhưng khi bà ta đến để tham vấn tôi, bà nói rằng trong tâm tư bà ta lo âu. Lo âu gì thế? Bà vốn xuất thân từ truyền thống Bhakti, một truyền thống chuyên về đức tin và đây là có nghĩa là con đường của trí tuệ tôi hiểu là đường lối tu tập này sẽ đưa đến mục tiêu cuối cùng nhưng sự âu lo của tôi là tôi không muốn bỏ rơi sự sùng tín bắc ti của tôi đức tin của tôi tôi phải giữ được lòng sùng tín của tôi tôi lo ngại rằng tu tập phương pháp này sẽ khiến tôi đánh mất bắc ti của tôi đánh mất lòng sùng tín của tôi tôi nói với bà ồ không đâu đừng lo ngại gì bác thi của bà đức tin của bà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn ồ không không thưa ông với loại phương pháp thiền này không có chỗ cho bác thi không có chỗ cho đức tin bà ta không hiểu tôi nói với bà được rồi bà thực sự có tin tưởng vào vị thần nam thần nữ của bà không bà thực sự có lòng tin vững chắc không bà thực sự có lòng sùng tín không bà ta nói thưa ông ông nói sao chứ chúng tôi theo truyền thống bắc thi sùng tín này chúng tôi có nhiều lòng sùng tín có nhiều đức tin có nhiều tin tưởng vững chắc nơi thần nam này hay thần nữ kia rồi tôi hỏi bà bà có khấn hứa sẽ cúng dâng lễ vật gì không ở ấn độ những khấn hứa cúng lễ này rất phổ biến khấn hứa cúng lễ là gì ví dụ trong nhà có người bị ốm đau người gia trưởng, người cha hay người mẹ sẽ đi đến ngôi đền quỳ lại vị thần này hay nữ thần kia và nói xin vui lòng chữa cho con trai hay con gái của tôi hay bất cứ ai và khi người ấy khỏi con hứa sẽ cúng cho ngài kẹo bánh cúng kẹo bánh trị giá 5 rupi bà có khấn hứa cúng lễ như thế không? chắc chắn là thế rồi điều này thông thường lắm như thế thì bà không có đức tin vào vị thần nam của bà, bà không có đức tin vào vị thần nữ của bà. Trước tiên, vị thần của bà phải chữa cho con của bà đã. Chỉ khi chữa xong rồi, bà mới cúng 5 rupee. Ngay đến đức tin vào vị thần nam, thần nữ của bà, đức tin trị giá 5 rupee, bà cũng chẳng có. Bà sẽ không dâng cúng kẹo bánh trị giá 5 rupee này trước đâu. Trước tiên, vị thần phải chữa trị cho con trai hay con gái của bà đã. Đây là loại bác thi thương mại, là lòng sùng tín, có tính cách kinh doanh. Thần ban phát trước đã, rồi mới nhận lễ vật dân cúng. Cho và nhận. Đây không phải là lòng kính tín, nó chỉ là sùng tín mù quáng. Lòng sùng tín ấy chẳng giúp được gì cả. Và nhân danh lòng sùng tín ấy, những chuyện như vậy xảy ra. Quý vị luôn luôn mong đợi điều gì? Vị thần này phải làm điều gì đó cho tôi? nữ thần này phải làm điều gì đó cho tôi. Bậc giác ngộ này phải làm điều gì đó cho tôi. Vị thánh nhân này phải làm điều gì đó cho tôi. Luôn luôn đòi hỏi một điều gì, luôn luôn đòi hỏi. Đây không phải là sự thuần khiết của bác thi. Có người tự cho mình là một bác ta thuần thành, một tín đồ thuần thành của Rama. Thật tuyệt vời làm sao khi được làm tín đồ thuần thành của Rama, một nhân vật đức hạnh như thế, Quý vị ghi nhớ những đức hạnh này và cố gắng thực hành những đức hạnh này trong đời sống của mình. Đó là bác thi tuyệt vời. Nhưng người ta không làm thế. Rama, những đức hạnh của Rama. Quý vị có thể đã nghe kể về cuộc đời của vị này. Rama là người con trai trưởng. Cha của Rama đã có một quyết định. Người cha đã hứa với người vợ trẻ nhất của mình, vị hoàng hậu trẻ nhất. Nàng muốn con trai của mình là người nối ngôi vua. Như vậy, dù không muốn, nhưng ông ta phải quyết định rằng Rama nên đi vào rừng. Rama sẽ bị đầy 14 năm. Người con trẻ nhất, Bharata, sẽ lên ngôi vua. Với đầy thiện ý, Rama rời kinh đô. Hãy để cho em ta hưởng những xa hoa của cung điện. Ta sẽ hoàn toàn hạnh phúc trong rừng sâu. Rồi Rama ra đi. Vua cha băng hà, người em trai, không có mặt vào lúc người cha quyết định bây giờ mới tới. Và khi người em biết được chuyện này, người em thật sửng sốt. Rama là người thừa kế ngai vàng mới phải, chứ không phải ta. Và người em đi vào rừng sâu và nói với người anh, Không thưa anh, không thưa anh, anh phải trở về Kinh Đô. Anh là chủ nhân của ngai vàng, chủ nhân của vương miện. Em sẽ lưu lại rừng sâu này, chỗ của anh bây giờ. Cha chúng ta đã quyết định sai rồi. Cha đã không quyết định sáng suốt người anh cả rama nói ồ không không đây là lệnh của cha em phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả trong suốt lịch sử của nhân loại không có một ví dụ nào khác trong đó hai anh em tranh luận bàn cãi em phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả anh phải hưởng những xa hoa của đời sống vương giả rama con người tuyệt diệu như thế người ta cho mình là tín đồ của rama hai anh em đều cho rằng mình là tín đồ thuần thành của rama và cả hai anh em chống báng cãi cọ kiện tụng dân sự kiện tụng hình sự để làm gì khi chia tài sản anh được vài đồng nhiều hơn tôi anh được nhiều đất hơn tôi vài tấc do đó chúng ta tranh giành nhau thế nhưng họ tự cho mình là tín đồ thuần thành của rama tín đồ thuần thành của rama thật tội nghiệp cho rama nếu ông ta ở đâu đó trên những tầng mây ông ta sẽ nhỏ lệ ta có những loại tín đồ nào thế này? Họ không có một chút hứng khởi từ những đức hạnh của ta. Họ không chịu sống cuộc đời ta sống. Vậy mà họ tự nhận là những tín đồ của ta. Điên khùng, loại sùng tín này không giúp được gì cả. Và rồi, Rama được coi như là Thượng Đế Toàn Năng, là hiện thân của Thượng Đế Toàn Năng. Hãy nhìn xem chúng ta đã tạo dựng lên Thượng Đế Toàn Năng đáng thương tội nghiệp này bằng thứ gì chúng ta đã làm giảm giá trị của ngài làm giảm giá trị nhiều lắm có người viết chữ rama trên trán của mình rama trên cánh tay rama trên ngực và mặc áo in chữ rama 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 để cho rama biết rằng người ấy là tín đồ thuần thành của rama cứ làm như là rama rất thích nghe tên của mình tên của mình tên của mình người ta cứ lặp đi lặp lại tên của rama nếu ông ta là đấng sáng tạo ra thế giới này ông ta cũng nên tạo ra những người chỉ chuyên tụng Rama. Ngoài ra không con gì khác, bởi vì ông ta rất thích những chữ này. Nếu ông ta thực sự chỉ thích nghe tên mình, thì hóa ra ông ta là người rất coi trọng cái ngã, xem mình là trên hết. Người ta nói rằng Thượng Đế tạo nên loài người theo hình ảnh của Thượng Đế. Nhưng tôi cảm thấy ngược lại, loài người đã tạo nên Thượng Đế theo hình ảnh của họ, tùy theo sở thích riêng của họ. Chúng ta muốn Thượng Đế như thế, chúng ta cứ tụng niệm tên của Thượng Đế. Thượng Đế được thổi phòng lên, rồi ta có làm bất cứ điều gì, đúng hay sai, ta sẽ có tất cả mọi lợi lộc. Thượng Đế sẽ cho chúng ta lợi lộc này hay lợi lộc kia. Chúng ta tạo nên thứ Thượng Đế này từ trí tưởng tượng của chính mình, từ óc sáng tạo của chính mình. Ví dụ, có một quen ca điên khùng vốn rất thích nghe nói đến tên của mình. Mỗi ngày, thiên hạ phải nhắc đến guenca 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 trên đài truyền thanh guenca guenca trên đài truyền hình guenca guenca trên báo chí guenca guenca và người ta dựng lên những ngôi đền cho guenca và dựng tượng guenca rồi bắt đầu nhảy múa hare guenca hare guenca guenca này được thổi phồng lên tuyệt quá một guenca điên khùng như thế khi người ta tạo dựng nên thượng đế tưởng tượng Người ta sẽ tạo nên hạng thượng đế như thế này là một kẻ nổi lòng kiêu mạn, mỗi khi được nghe đến tên mình. Chúng ta đã làm gì tội nghiệp cho thượng đế? Tội nghiệp cho thượng đế nếu ông ta có thực. Chúng ta đã làm giảm giá trị của ông ta rất nhiều. Đây là điều xảy ra khi sự kính tín trở thành sùng tín mù quáng. Quý vị quên lấy sự hứng khởi từ những đức hạnh. Với cảm hứng này, quý vị quên phát triển những đức hạnh nơi bản thân. Như thế thì sự sùng tín này chỉ có hại. Có người nói, tôi là tín đồ thuần thành của Chúa Giêsu. Ồ, thật tuyệt vời, một con người thánh thiện như vậy, một con người nổi bật giữa các thánh nhân, rất thánh thiện. Cho dù người nào đó có thánh thiện hay không, cái thước đo là vào lúc chết, người này có loại tâm như thế nào và Chúa Giêsu đã có loại tâm nào? Ngài đã bị hành hạ đến chết bị đóng đinh trên cây thập giá. Trong khi bị tra tấn, Ngài đã không có một máy bay tức giận, ghét bỏ hay thủ án những kẻ tra tấn mình. Chỉ có tình thương, chỉ có lòng bác ái. Ngài nói, họ không biết họ đang làm gì, họ là những người không biết gì, cầu mong cho họ không bị trừng phạt vì hành động bất thiện của họ. Họ thật mê muội Một con người thực sự thánh thiện, nếu có người nào nói Tôi là tín đồ của Chúa Giêsu nhưng không hề tu tập để phát triển tình thương, lòng bác ái và thiện ý nào cho người khác. Dù chỉ là một chút thì loại sùng tín này là sùng tín mù quáng. Có người đến nói với tôi, tôi là tín đồ của Chúa Giêsu vì tôi chấp nhận Ngài là con trai của Thượng Đế, là con trai của Đức Chúa Trời. Ngài đã là con trai của Đức Chúa Trời thì đã sao nào? làm như thể là ngài ham muốn sự chứng nhận của quý vị và được như vậy ngài sẽ rất vui sướng nhìn xem có rất nhiều người đưa ra lời chứng ta là con trai của đức chúa trời đức chúa giêsu là đức chúa như thế nào chúng ta mất trí rồi chúng ta đang làm gì vậy còn nghi ngờ gì việc ngài là con trai của đức chúa trời ngài đã là con trai của đức chúa trời nói cho cùng đức chúa trời hay thượng đế là gì Chân lý là thượng đế, tình thương là thượng đế, lòng bác ái là thượng đế, sự tinh khiết là thượng đế. Và Đức Chúa Giêsu là sản phẩm của chân lý, của tình thương, của lòng bác ái, của sự tinh khiết. Ngài là sản phẩm của những thứ này, Ngài là con trai của thượng đế, là con trai của Đức Chúa Trời. Các phẩm hạnh này rất quan trọng nếu chúng ta phát triển những phẩm hạnh này cho bản thân chúng ta thì đúng vậy, chúng ta đang là những tín đồ của Chúa Giêsu. Ngược lại thì không phải là tín đồ thuần thành. Khi ấy đó là sự dùng tín mù quáng, đức tin mù quáng. Điều đó chẳng ích lợi gì, chẳng có tác dụng gì. Có người nói tôi là tín đồ của Đức Phật. À, tuyệt vời, là tín đồ của Đức Phật, có lòng kính tín đối với Đức Phật, người hoàn toàn giác ngộ người hoàn toàn giải thoát. Nhưng một lần nữa, nếu lòng kín tiến ấy trở thành thứ sùng tín mù quáng, thì vào mỗi buổi sáng sẽ có người chắp tay lại và nói Putam Saranam mi Con xin hướng về nương tựa Đức Phật Con xin hướng về nương tựa Đức Phật Con xin hướng về nương tựa Đức Phật Tôi đã hướng về nương tựa Đức Phật ba lần Bây giờ trong suốt cả ngày Tôi được hoàn toàn tự do muốn làm gì thì làm Tôi có được giấy phép muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng, tại sao tôi đã hướng về nương tựa Đức Phật để ngài có thể giải thoát cho tôi? Dù tôi có làm tất cả những điều xấu xa đi nữa, ngài cũng phải giải thoát cho tôi. Nếu không, tại sao lại phải hướng về nương tựa Đức Phật? Thật là điên rồ, người ta đã không hiểu ý Đức Phật muốn nói gì khi ngài yêu cầu người ta hướng về nương tựa Phật. Ý ngài muốn nói gì? Đó là nương tựa vào phẩm hạnh phẩm hạnh của sự giác ngộ và để thành kính nương tựa vào phẩm hạnh giác ngộ có nghĩa là phát triển sự giác ngộ cho chính mình. Sự giác ngộ của riêng mình chứ không phải của ai khác sẽ là nơi cho quý vị nương tựa vào. Chính sự giác ngộ riêng ấy sẽ tự nó bảo vệ quý vị chứ không phải ai khác. Quý vị phải nương tựa vào sự giác ngộ của quý vị. Quý vị phải phát triển phẩm hạnh này. Lúc ấy mới hợp lý khi nói rằng tôi hướng về nương tựa đức phật nếu không câu nói ấy trở thành sự sùng tín mù quáng ngài không quan tâm đến chuyện thành lập một tôn giáo ngài không muốn càng ngày càng nhiều người nói tôi hướng về nương tựa đức phật để có một tôn giáo đông đảo hơn chẳng có ích gì cả đầy lòng từ bi ngài đã quan tâm muốn thấy chúng sanh thoát khỏi khổ đau người ta có thể thuộc giáo phái này hay giáo phái kia chẳng có gì quan trọng cả người ta có thể thuộc cộng đồng này hay cộng đồng kia chẳng có gì quan trọng cả thuộc quốc gia này hay quốc gia kia chẳng có gì quan trọng thuộc giới tính này hay giới tính kia chẳng có gì quan trọng ai cũng khổ đau và sự giác ngộ của đức phật là ngài chỉ dạy con đường thoát khổ nhờ sự giác ngộ của mình ngài đã tìm thấy con đường giải thoát giúp cho ngài được giác ngộ và vì lòng từ bi Ngài chỉ dạy con đường này. Nếu quý vị không bước đi trên con đường giải thoát này, lòng kính tín không còn là kính tín nữa. Thứ sùng tín ấy chẳng có ích lợi gì cả. Ngài dạy cho chúng ta cách cung kính Đức Phật. Phật không phải là tên của người nào. Phật là phẩm tánh của một người giác ngộ. Bất cứ ai cũng đều có thể trở thành người giác ngộ, không chỉ một mình Đức Phật Gautama. Trở thành bậc giác ngộ không phải là sự độc quyền của một người nào, ngài thường nói trước ta đã có vô số các vị phật và sau ta cũng có vô số các vị phật ngài dạy cho chúng ta cách cung kính đức phật nên khi vào quý vị cung kính đức phật quý vị tụng tất cả các đức phật trong quá khứ atita tất cả các đức phật ở tương lai tất cả các đức phật có thể đang hiện tiền con xin cung kính tất cả những đức phật trong quá khứ trong tương lai và trong hiện tại có thể quý vị mới không tự mình bị ràng buộc vào một tông phái nào và một tổ chức nào có thể quý vị mới có được cảm hứng từ sự giác ngộ, phẩm chất giác ngộ, và quý vị nỗ lực trau dồi sự giác ngộ này nơi chính mình. Ngài đã giải thích cho chúng ta cách đảnh lễ Đức Phật. Bất cứ khi nào quý vị đảnh lễ Đức Phật, quý vị tụng. NAMU tassa con kính lễ bất cứ ai có những phẩm hạnh này người đã được hoàn toàn giải thoát đã được hoàn toàn giác ngộ và giác ngộ bằng nỗ lực riêng của mình con xin kính lễ vị ấy quý vị kính lễ quý vị làm điều được gọi là puja puja được gọi là samish puja Puja bất tịnh. Quý vị có một tượng Phật, quý vị dâng cúng hương hoa và kẹo bánh, quý vị cúi lại và quý vị nói, tôi đang làm Puja đến Đức Phật. Không. Cái gì là puja. Là Puja tinh khiết và ngài nói. Dhamma, khi tôi làm puja đến Đức Phật, điều này có nghĩa là tôi cung cứng Đức Phật bằng cách bước đi trên con đường tham ma từ mức độ thô thiển nhất cho đến tinh tế nhất. Quý vị bắt đầu bằng sila giới là phần thô thiển của tham ma. Rồi quý vị tiến tới samadhi định tinh tế hơn sila. Rồi quý vị tiến tới panya tuệ tinh tế hơn samadhi. Quý vị vượt qua luôn phần này và chứng nghiệm được nibbana thực tại tối hậu tinh tế nhất. Đấy là cách quý vị cung kính Đức Phật. Giáo Pháp, thăm ma phải được hiểu rõ ràng thấu đáo. Lòng tôn kính của ta và một vị nào đó, lòng kính tín và một vị nào đó, không nên trở thành sự kính tín mù quáng, nếu không sẽ chẳng có lợi gì cả. Tương tự như thế, sau khi đã cung kính Đức Phật, người ta phải tiếp tục nhớ đến những phẩm hạnh của Đức Phật. Các phẩm hạnh của Đức Phật là gì? Sau đây là các phẩm hạnh của Đức Phật. Itipisu Bhagava Arahang Samma Sambuddho Vidya Charana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi <laughs> Sattha Deva Manusanang Buddhu Bhagavati Itipiso Bhagava Ngài là một Bhagavan Bhagavan là gì? Trong 25 thế kỷ qua, Ấn Độ đã đánh mất ý nghĩa của chữ Bhagavan này. Ngày nay, có các Bhagavan ở khắp nơi, nhiều như ếch nhái trong mùa mưa. Bhagavan khắp mọi nơi. Ai cũng tự cho mình là Bhagavan. Như thế nào là một Bhagavan? trở lại 25 thế kỷ trước. Bhagavan là gì? Bhag ti bhagava. Bhag ti bhagava. Bhag ti bhagava. Bhagavan là người đã diệt trừ mọi raga là lòng ham muốn, diệt trừ mọi dosa là sự ghét bỏ và diệt trừ mọi moha là vô minh, ảo tưởng, lầm lẫn. Người sống trong hào quang của sự giải thoát là một Bhagavan. Cho nên, trừ phi tất cả các bất tịnh này bị diệt trừ, thật là sai lầm khi tự cho mình là một Bhagava. Đức Phật là một Bhagava, một Bhagavan. Quý vị có ngưỡng vọng phát triển những phẩm chất của Đức Phật. Từ từ từng chút một, quý vị thoát ra khỏi Raga, quý vị thoát ra khỏi Dosa, quý vị thoát ra khỏi Moha, thoát khỏi cả ba, ham muốn, ghét bỏ, vô minh. Có thế, quý vị mới thực sự tôn kính Đức Phật. Quý vị mới thực sự có lòng tin vào Đức Phật. Arahant Một lần nữa, theo ngôn ngữ cổ của Ấn Độ thời ấy, Ari có nghĩa là những kẻ thù, Ham có nghĩa là người đã tiêu diệt, diệt hết kẻ thù. Ồ, một người chủ trương bất bạo động thì làm sao có thể sát hại ai được? Nhưng người ấy đã tiêu diệt hết mọi kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta là ai vậy? Không người nào bên ngoài cả không người nào bên ngoài là kẻ thù của ta cả sự bất tịnh của chính mình mới là kẻ thù của ta người đã tiêu diệt hết cả những bất tịnh sẽ không còn một chút tật xấu nào trong tâm người ấy trở thành một arahant người ấy đã tiêu diệt hết mọi kẻ thù samma sambuto là người đã trở thành bậc giác ngộ hoàn toàn bằng nỗ lực riêng của mình mọi người phải dùng nỗ lực riêng của mình để trở nên giác ngộ hoàn toàn Người nào không tự mình nỗ lực và trông mong vào một quyền lực siêu nhiên vô hình nào đó để biến mình thành người giác ngộ, người ấy không hiểu thế nào là một vị Phật. Samma Sambuddho, mỗi người phải tự tu tập để tự giải thoát, để tự giác ngộ, giác ngộ bằng nỗ lực của chính mình. Ette pisso bhagava Arahang, samma sambuddho vijja charana người hoàn thiện trong vicha và hoàn thiện trong akarana điều này có nghĩa trong thực hành cũng như trong lý thuyết người hiểu rõ tham ba ở trình độ cao nhất vicha trí tuệ và rồi người đó áp dụng trong cuộc sống đây là phẩm hạnh của một vị phật bất cứ điều gì ngài thuyết giảng ngài thực hành trong đời ngài chỉ thuyết giảng những gì ngài thực hành, không nhiều hơn. Đây là lý do tại sao ngài được gọi là người đã bước đi trên con đường tự chứng nghiệm chân lý, chân lý, chân lý, và đã đạt tới đích là chân lý tối hậu. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta là tín đồ của Đức Phật, chúng ta phải đi theo con đường đó, từng bước một, cùng với sự thật, sự thật từng bước của người này là bước đi đúng đắn. Người ấy không thể làm một điều gì từ việc làm, lời nói, ý nghĩ mà có thể gây tổn thương cho người khác. Chúng ta cũng cố gắng phát triển phẩm hạnh này trong chúng ta. Mỗi bước đi của chúng ta, mỗi hành động của chúng ta nên đem lại sự tốt lành cho người khác, chứ không gây tổn hại cho người khác. Lô Người đã thực chứng chân lý của toàn thể vũ trụ trong phạm vi cơ cấu thân thể này. Chúng ta cũng bắt đầu cất bước để chứng nghiệm chân lý của toàn thể vũ trụ trong phạm vi cơ cấu thân thể. Suốt cuộc đời ngài, ngài không ngừng phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh với đầy lòng từ bi. Ngài trở thành giác ngộ vào tuổi 35 và qua đời vào lúc 80 tuổi. 45 năm phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Khổ đau có khắp mọi nơi, chúng sanh có quá nhiều khổ đau. Ngài tìm ra được một phương pháp huyền diệu, một con đường giải thoát huyền diệu. Và vì lòng từ bi, Ngài không ngừng phụng sự, phụng sự chúng sanh suốt ngày đêm. Ngài ngủ không đến hai hay ba tiếng đồng hồ, và cả những lúc này chỉ nằm xuống với ý thức và với trí tuệ. Khoảng thời gian còn lại, Ngài phụng sự, phụng sự, phụng sự. Ngài không ngừng phụng sự chúng sanh suốt cuộc đời Ngài. Bây giờ vào lúc 80 tuổi, Ngài tuyên bố, 3 tháng sau, Ta sẽ lìa bỏ thân này. Ta nên đi đâu? Lúc ấy, Ngài đang ở nơi nào đó tại miền đông Ấn Độ. Ngài quyết định đi tới Kushinagar, một thành phố lớn ở giữa miền bắc Ấn Độ. Ngài tới đó. Bây giờ là đêm trăng tròn. Đến hết đêm ấy, Ngài sẽ chút hơi thở cuối cùng. Ngài nằm dưới gốc cây. Thị giả Ananda có mặt ở đó để săn sóc Ngài. Thành linh một ý tưởng đến với Ananda. Tảng sáng hôm sau, Ngài sẽ không còn nữa. Có hàng ngàn người trong thành phố là tín đồ của Ngài. Khi họ biết rằng Ngài đã đến gần thành phố của họ, họ sẽ cảm thấy rằng cái ông Ananda điên này không báo cho chúng tôi biết. Nếu không, ít ra chúng tôi cũng thấy mặt Ngài và đảnh lễ Ngài khi Ngài còn tại thế. Đây là bổn phận của tôi. Tôi phải thông báo cho họ. Ananda đi vào thành phố và chỉ thông báo cho một hay hai người biết. Tin ấy lan ra khắp nơi như lửa rừng. Người ta bắt đầu đến rất đông. Sáng mai, Ngài sẽ không còn ở đây nữa, cho nên chúng ta phải đảnh lễ Ngài khi Ngài còn sống. Một số đông người đến, Ananda không biết phải đối xử ra sao. Ngài Ananda yêu cầu, xin quý vị vui lòng đi theo hàng để nhiều người được đến đảnh lễ và lui ra, đến đảnh lễ và lui ra. Canh thứ nhất đã qua, canh thứ hai cũng đã qua. Bây giờ đêm đã gần tàn. Chỉ còn vài phút nữa Đức Phật sẽ chút hơi thở cuối cùng. Nhưng vẫn còn rất đông người. Có người đứng ở đầu hàng từ chối không muốn rời đi. Người ấy nói, không, thầy chỉ muốn tôi đi tới đảnh lễ Đức Phật. Đảnh lễ cái thân xác này ư. Làm như vậy tôi được lợi gì đâu. Tôi muốn được Đức Phật chỉ dạy phương pháp thiền huyền diệu này. Tôi biết Ngài đã được hoàn toàn giải thoát. Ngài biết cách thức. Tôi không biết là quý vị sẽ dạy cái gì sau khi ngài qua đời. Có thể quý vị sẽ dạy phương pháp một cách đúng đắn. Có thể quý vị sẽ dạy sai. Trong khi ngài còn tại thế, tôi muốn được học phương pháp này với ngài. Ananda nói, hãy nhìn xem trong vòng vài phút, ngài sẽ thở hơi cuối cùng. Đây không phải là lúc để dạy ông thăm mà. Nhưng ông ta trả lời, không. Được rồi, nếu ông không muốn đảnh lễ, hãy ra đi, rời khỏi nơi đây, để dành chỗ cho người khác hãy để cho họ tiến tới. ông này vừa không đảnh lễ cũng chẳng chịu rời bước. những lời này đến tai đức phật. có người đã đến sông hằng để lấy tay vốc nước uống cho hết khát và có người nói với người ấy không ông không thể lấy nước để uống cho hết cơn khát chỉ đảnh lễ sông hằng và ra đi. dòng sông hằng bắt đầu dân tràn, dòng sông hằng tử bi bắt đầu dân tràn. ananda hãy cho phép ông ta tới. ông ấy cần thăm mà ông ta đúng là người đáng được thọ nhận thăm ma ông ta đang cần hãy đưa ông ta vào đây ta sẽ truyền dạy thăm ma trong khi thở hơi cuối cùng ngài giảng dạy thăm ma ít ra là một người nhận được con đường giải thoát không có một khoảnh khắc nào để phí phạm chỉ phụng sự chúng sanh phụng sự chúng sanh mà không quan tâm gì đến sự an ổn của chính mình chỉ giúp đỡ giúp đỡ chúng sanh nếu chúng ta chỉ phát triển được một chút từ bi như thế tình thương như thế, thiện ý như thế, lòng phục vụ vô vị lợi như thế, thì khi nói rằng chúng ta là tín đồ của Đức Phật mới có ý nghĩa. Nếu không như thế, đó chỉ là nghi lễ, nghi thức, chẳng đạt được mục đích nào cả. Có người nói, tôi hướng về nương tựa Tham Ma, tôi rất tôn kính Tham Ma, giáo pháp của Đức Phật. Tham Ma là gì? Trừ phi người ta hiểu Tham Ma là gì, Bằng không, nếu người ta chỉ nói, tôi thành kính nương theo Pháp, thì lời nói ấy chẳng có hiệu quả gì. Khi quý vị thành kính nương theo Pháp, nếu quý vị sống cuộc sống tham ma, và quý vị phát triển tham ma trong chính mình, nếu quý vị phát triển Sila, Samadhi và Panya trong chính mình, thì mới có ý nghĩa khi nói rằng, tôi hướng về nương tựa tham ma. Còn không, chẳng có mục đích nào cả, chẳng có ý nghĩa gì cả và tham ma là gì tham ma không phải là giáo phái tham ma không phải là một tôn giáo có tổ chức tham ma là luật chung cho tất cả luật tự nhiên nếu người ta bắt đầu sống theo đúng luật tự nhiên thì phải người ấy đã thành kính nương theo tham ma đức phật đã giải thích phẩm chất của tham ma là gì tham ma có sáu đặc tính người ta phải tiếp tục nhận biết xem những đặc tính này có trong chính mình hay không nếu không nhân danh tham ma người ta sẽ bị ràng buộc vào tông phái tín ngưỡng giáo điều nào đó những phẩm chất của tham ma thuần khiết là gì? Tham ma phải được giải thích một cách rõ ràng không có gì là huyền bí không có những trò biện luận mang tính trí thức chẳng phải như vậy tham ma rất đơn giản tham ma phải được giải thích bằng lời lẽ đơn giản để người bình thường có thể hiểu được trừ phi người ta hiểu người ta không thể thực hành được đây không phải là trò chơi của các triết gia hay của các học giả tham ma là cái gì người ta có thể hiểu và làm theo được đó là lý do tại sao phẩm chất thứ nhất của tham ma là svakato svakato rồi đến bất cứ những gì quý vị đang chứng nghiệm bằng kinh nghiệm trực tiếp sự thật mà quý vị tự chứng đấy là tham ma chân lý được bậc giác ngộ chứng nghiệm không phải là chân lý của quý vị chân lý như đã được giải thích trong kinh điển không phải là chân lý của quý vị chân lý được vị đạo sư chứng nghiệm không phải là chân lý của quý vị chân lý là cái mà quý vị tự chứng nghiệm sanditico bằng chính cặp mắt của mình bằng chính kinh nghiệm trực tiếp của mình từng bước một từng bước một quý vị có thể bắt đầu bằng sự thật rất thô thiển chẳng sao cả đây là sự thật của quý vị kinh nghiệm của chính quý vị trí tuệ của chính quý vị và quý vị tiếp tục tiến bước trên con đường giải thoát với sự thật sự thật quý vị chắc chắn sẽ chứng nghiệm được sự thật vi tế hơn vi tế hơn vi tế hơn quý vị thăm dò toàn thể lãnh vực thân và tâm quý vị chứng nghiệm sự thật của thân và tâm rồi quý vị vượt qua lãnh vực ấy và chứng nghiệm được cái vượt ra ngoài thân và tâm tu Bhagavata Dhammo Sandhittiko Akaliko Akaliko không cần mất nhiều thời gian để gặt hái được kết quả của sự tu tập thamma. Không phải vì bây giờ quý vị tu tập thamma, quý vị sẽ nhận được lợi lạc sau khi chết. Không phải vì quý vị cử hành nghi lễ này, nghi thức kia, lễ nghi nọ, mà sau đó quý vị sẽ được tái sanh vào cảnh trời thứ bảy hay thứ mười một. Ai đã đến từ cảnh trời thứ bảy nói với chúng ta rằng họ đã làm những nghi lễ này và nhờ thế họ được sanh vào trong cảnh trời thứ bảy đó. Tất cả đều không có mục đích. Quý vị thu nhận được lợi lạc gì ngay bây giờ? Dĩ nhiên sau khi chết quý vị cũng sẽ nhận được lợi lạc. Nhưng quý vị đang đạt được lợi lạc nào ngay bây giờ? Nếu bây giờ quý vị không đạt được lợi lạc nào thì đó không phải là tham ma. Quý vị đã cất bước trên con đường tham ma và quý vị phải đạt được lợi lạc đã bước chân trên con đường này. Chỉ có thế mới là tham ma à, tinh khiết, nếu không thì không phải là tham ma. À. Có người ký cho tôi một tấm ngân phiếu có hiệu lực trong tương lai. Một tấm ngân phiếu có hiệu lực trong tương lai rút ra từ một ngân hàng tưởng tượng trên mây vốn không hiện hữu. Tôi sẽ làm gì với tấm ngân phiếu có hiệu lực trong tương lai này? Người ta phải đạt được lợi lạc ngay bây giờ. Akaliku. <laughs> sẽ không có khoảng cách nào giữa hành động của tôi và kết quả tôi thu lượm được. Đổi thay phải bắt đầu xảy ra trong đời quý vị. Nếu quý vị thực sự bước chân trên con đường giải thoát, một sự đổi thay phải bắt đầu tại đây và ngay bây giờ, ngay trong kiếp sống này, đổi thay để được tốt đẹp hơn. Ehi một phẩm chất rất quan trọng khác của Thamma. Nếu có người thực sự bước đi trên con đường Thamma, người ấy phải phán đoán, xét xem nó có đúng thực là tham ma hay không. Ấy Pasico, nghĩa đen của nó là đến, đến và thấy tận mắt, đến và tự xét đoán, đến và tự chứng nghiệm. Ấy Pasico, người ta đến với những khóa thiền như thế này, có người vào ngày thứ tư, có người vào ngày thứ năm, có người vào ngày thứ sáu bắt đầu nghĩ rằng, Ồ, phương pháp thiền này tuyệt diệu quá, mẹ tôi nên tu tập, cha tôi nên tu tập, người này người kia nên tu tập phương pháp thiền này. Và thình linh, quý vị nhận ra rằng, tôi đến đây là để quan sát hơi thở ra vào, quan sát cảm giác của tôi, còn chuyện đó để sau này hãn tính. Và rồi, sau một lúc quý vị lại nghĩ, ô người ấy là người rất khổ, chắc chắn là người ấy cần phải tiếp nhận phương pháp thiền này. Đây là Ehipasiko, đây là phẩm chất của Thamma. Quý vị không chơi trò chơi trí thức. Quý vị không chơi trò chơi sùng tín hay trò chơi tình cảm. Quý vị đang thực sự chứng nghiệm được một điều gì? Có người đến với khoa học và nói, các bài giảng hay tuyệt. Bài giảng nào hay tuyệt? Chính thâm ma mới tuyệt diệu. Nếu quý vị chỉ biến nó thành trò tiêu khiển, trí thức, thì không có ích lợi gì cả. Người ta đến đây và thực hành thiền, một khi đã thực hành được, người ta không thể cưỡng lại ý muốn phổ biến cho người khác. Khi 10 ngày đã qua, bất cứ khi gặp ai, họ bắt đầu nghĩ, "Ồ, oh, phương pháp thiền này tuyệt vời, tôi đã thử qua, phương pháp thiền ấy hay lắm, đã giúp ích cho tôi, bạn nên học thử xem, bạn nên học thử xem." Đây là thước đo để xem ai có thực sự nếm hương vị tham ma hay không. Nếu ai thực sự nếm hương vị tham ma, người ta chắc chắn đạt được lợi ích và khi được lợi ích, người ta cảm thấy muốn chia sẻ lợi ích ấy với cho người khác. Nếu người nào viết văn hay, họ cảm thấy muốn viết để càng ngày càng nhiều người biết đến tham ma. Người ta không biết rằng có phương pháp thiền như thế đang thịnh hành và đang được chỉ dạy. Nếu người nào là diễn giả, họ sẽ đi diễn thuyết đó đây. Nếu người nào dư giả tài tránh, họ sẽ hiến tặng thêm để càng ngày càng nhiều người được đến và tận hưởng tham ma chứ không phải quý vị làm cho tông phái của quý vị lớn mạnh ra bây giờ tông phái này còn nhỏ bé hãy làm cho tông phái vipassana này to lớn thêm chẳng ích lợi gì cả người người đau khổ khắp nơi nếu càng ngày càng nhiều người biết đến thăm ma nếu càng ngày càng nhiều người biết đến phương pháp thiền này họ sẽ thoát ra khỏi khổ đau người ta cảm nhận được tình thương này lòng từ bi này và rồi có người cảm thấy rằng khi tôi đến với khóa thiền Tất cả các phương tiện ở đây đều để cho tôi dùng, bởi vì có người hiến tặng. Không những thế, rất nhiều người quên mình để phục vụ tôi. Đó là lý do tại sao tôi đã có thể thành thiền một cách an lạc như vậy, thoải mái như vậy. Ồ, tôi cũng phải dâng hiến 10 ngày của cuộc đời tôi. Tôi phải đi và phục vụ một khóa. Cứ thế, người ta đến để phục vụ. Ei Pasico, nguyện cho càng ngày càng nhiều người được lợi lạc. Quả là tốt khi có người hiến tặng Dana, đóng góp tài tránh, tặng phẩm, bởi vì có thêm nhiều người có thể tận dụng phương tiện nơi đây. Nhưng còn tốt đẹp hơn nữa, nếu có người nào hiến tặng công lao phục vụ, quý vị hãy hiểu rõ, chỉ có chú ý, có tâm lòng mới đáng kể. Khi tặng tiền, quý vị tặng để giúp người ta thoát khỏi khổ đau. Quý vị tặng tiền để nuôi ăn một người nào đó, quý vị tặng tiền để mua nước cho ai đó, hay tặng thuốc cho ai đó, tất cả những điều này đều tốt. Nhưng khi quý vị hiến tặng tiền cho việc giảng dạy tham ma, không gì có thể sánh bằng. Chủ ý của quý vị là muốn người ta thoát khỏi khổ đau, mọi khổ đau. Khi quý vị phục vụ, khi quý vị hiến tặng tiền bạc, khoảnh khắc quý vị quyết định hiến tặng tiền bạc là khoảnh khắc tốt đẹp. Chủ ý của quý vị thật là tuyệt vời. Nhưng khi quý vị phục vụ 10 ngày, suốt 10 ngày quý vị không ngừng phục vụ, không ngừng phục vụ, không ngừng phục vụ, và mỗi lần quý vị đến đó, quý vị cảm thấy, à hãy nhìn xem, rất nhiều người đang học hỏi tham ma. Hãy nhìn xem, rất nhiều người đang thoát khỏi khổ đau. Trong suốt 10 ngày, quý vị đang liên tục phát triển parami này, phẩm hạnh này, quý vị đang phát triển chủ ý này, ý muốn về tham ma này. Thật tuyệt vời, những ai hiến tặng công lao phục vụ như vậy sẽ nhận ra điều này. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết Người ta bắt đầu dâng hiến công lao phục vụ, sự hành thiền của chính người ấy càng lúc càng trở nên mạnh hơn. Khi quý vị cho ai thức ăn, thiên nhiên sẽ giúp quý vị không bị chết đói. Tương tự như thế, khi quý vị hiến tặng tham ma cho ai để bù lại, tham ma của quý vị sẽ càng ngày càng trở nên mạnh hơn. Quý vị sẽ nhận được thêm tham ma. Cứ như thế, người ta càng ngày càng nghĩ nhiều về phẩm chất epassiko Tôi phục vụ để càng ngày càng có nhiều người được thụ nhận tham ma. Càng ngày càng có nhiều người được thụ nhận tham ma. Đây là phẩm chất là thước đo người nào có thực sự tu tập tham ma hay không. Nếu là tham ma tinh khiết, thì mỗi bước quý vị đi trên con đường giải thoát sẽ đưa quý vị càng ngày càng gần mục đích cuối cùng hơn. Con đường giải thoát là thế. Con đường ấy thẳng băng như xa lộ, như con đường cao tốc không quanh co chỗ này chỗ kia, không phải là quý vị đi vào ngõ cụt rồi trở ra, chẳng được ích lợi gì cả. Mỗi bước được quý vị tới gần mục đích cuối cùng. Đây là Kalyanakari. Lợi lạc trong giai đoạn đầu, lợi lạc trong giai đoạn giữa, lợi lạc trong giai đoạn cuối. Nếu chỉ thực hành Sila, quý vị thấy mình bắt đầu có lợi lạc. Quý vị thực hành Samadhi quý vị được lợi lạc hơn, quý vị thực hành Panya, quý vị được nhiều lợi lạc hơn nữa, quý vị đi tới giai đoạn cuối cùng, lợi lạc nhiều vô kể. Mỗi bước, mỗi bước quý vị đi trên con đường giải thoát mang lại nhiều kết quả, nhiều kết quả tốt đẹp. Không một bước nào, không một nỗ lực nào bé nào mà quý vị đã làm trên con đường giải thoát bị uổng phí, không có gì bị uổng phí. Đây được gọi là Upanayiko. Vì tập bộ, vì Và cha tăng nghĩa là mọi người đều thể nghiệm trực tiếp được. Người ta có thể thuộc tông phái này hay tông phái kia, cộng đồng này hay cộng đồng kia, chẳng có gì quan trọng cả. Tham ma là cho mọi người, ai cũng có thể đạt được lợi lạc nhờ tự thực hành. Không phải là quý vị phải cải đạo sang tổ chức tôn giáo này trước đã, rồi tổ chức tôn giáo này mới bắt đầu giúp quý vị. Chẳng lợi lộc gì cả, nếu thế thì có gì sai trái rồi. Bất cứ ai cũng có thể được lợi lạc nhờ tham ma. Một người Ấn Độ giáo có thể cứ coi mình là một người Ấn Độ giáo. Người cơ đốc giáo cứ coi mình là một người cơ đốc giáo. Người do thái giáo cứ coi mình là một người do thái giáo. Người Hồi giáo cứ coi mình là một người Hồi giáo. Người Phật giáo cứ coi mình là một người theo đạo Phật. Chẳng có gì khác biệt cả. Một con người là một con người. Do vô minh, người ta cứ tiếp tục tạo ra ham muốn ghét bỏ vô minh và vì như vậy người ta lúc nào cũng rất là dao động rất là khổ sở con đường có sẵn đó để giúp ta xóa bỏ khổ đau bằng cách diệt trừ những bất tịnh trong tâm ai cũng có thể thực hành và gặt hái được cùng một kết quả phải chứng nghiệm trực tiếp nếu quý vị chơi trò chơi trí thức nó sẽ không có kết quả trong toàn thể môi trường tâm linh rộng lớn ở Ấn Độ thời trước Đức Phật, cùng thời với Đức Phật và sau thời Đức Phật. Cũng có cùng một thứ giáo huấn, hãy thoát ra khỏi ham muốn, thoát ra khỏi ghét bỏ, thoát ra khỏi ảo tưởng và lầm lạc. Điều này chẳng có gì mới, chẳng có gì mới cả. Tất cả đều ở mức độ trí thức, ở mức độ cảm xúc. Nhưng ở đây lại có một cái gì đó rất mới. Bây giờ có người đứng ra chỉ dạy ở mức độ thực nghiệm, cách thoát ra khỏi ham muốn, hãy quan sát hơi thở ra vào. Sự ham muốn của quý vị nảy sinh vì cảm giác dễ chịu. Hãy thoát ra khỏi sự ghét bỏ. Hãy nhìn vào cảm giác của quý vị. Hãy quan sát cảm giác. Bất cứ khi nào có cảm giác khó chịu, rồi thì sự ghét bỏ mới bắt đầu. Có người giảng dạy ở mức độ thực tiễn. Đây là Pachatang Veditabo. Người ta phải hiểu rõ thực tại ở mức độ Vedana. Cảm giác và thoát khỏi khổ đau Bất cứ người nào sáng suốt Cũng có thể làm Có thể thực hành phương pháp này Phương pháp thiền này áp dụng cho từng người Và cho tất cả mọi người Đây là những phẩm chất của Tham Ma Nếu ta hiểu rõ những phẩm chất này Khi bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát Chắc chắn sẽ có lợi ích Tương tự như thế Có người nói Tôi hướng về nương tựa Sangha Nương tựa Tăng

con đường của sự thật, con đường của trí tuệ và bước theo con đường ấy, bước theo con đường ấy đã đạt đến giai đoạn người ấy trở thành con người thánh thiện thì được gọi là sangha, một tăng già. Có bốn giai đoạn giải thoát, nếu ai đạt được ít nhất là giai đoạn đầu, người ấy mới là một sangha thực sự. Nhờ gặp được con người thánh thiện như thế, người ta có được sự cảm hứng. Với cảm hứng này, người ta bắt đầu bước đi trên con đường giải thoát đấy là nương tựa vào tăng. Niềm tin này là sự kính tín tốt lành, có trí tuệ khi người ta bắt đầu áp dụng tham ma vào cuộc sống hàng ngày, khi người ta bắt đầu phát triển những phẩm hạnh này trong cuộc đời của mình. Đây là Sata, Đức Tin, người bạn quan trọng thứ nhất của chúng ta. Người bạn quan trọng thứ hai, theo ngôn ngữ thời ấy, người bạn này được gọi là Virya. Virya có nghĩa là nỗ lực, một lần nữa nỗ lực phải đúng đắn nếu quý vị không biết làm sao để nỗ lực đúng đắn quý vị sẽ có nỗ lực sai lầm và không thu được kết quả mong đợi nỗ lực phải đúng đắn vậy quý vị cần phải làm gì ở ấn độ có một câu chuyện một đêm sáng trăng ở varanasi một thánh địa cổ kính ở miền bắc ấn độ bốn người bạn quyết định trèo thuyền suốt đêm họ lấy một chiếc thuyền và varanasi là varanasi đây là thành phố nha phiến chất hashish và băng. Người ta hút và uống nhiều chất băng. Uống hút xong rồi, họ bắt đầu trèo, trèo. Họ trèo, trèo suốt đêm, trèo toát mồ hôi, trèo toát mồ hôi. Trời tảng sáng, và họ thấy thuyền không nhích được một chút. Thuyền vẫn ở nguyên chỗ cũ. Này có cái gì không ổn? Rồi có người tìm ra nguyên nhân. Sợi dây buộc thuyền vào thân cây trên bờ vẫn còn nguyên. Chẳng có ai tháo ra cả sợi dây vô minh vẫn còn đấy. Và quý vị cứ thế mà trèo, trèo, toát mồ hôi, toát mồ hôi. Quý vị sẽ được thêm những gì? Quý vị phải biết cách tu tập. Rồi quý vị tu tập một cách thích hợp. Với trí tuệ đi kèm. Hiểu rõ con đường là gì? Hiểu rõ phương pháp thiền là gì? Đúng thế, quý vị sẽ đạt tới mục đích cuối cùng. Nếu không, mọi nỗ lực của quý vị sẽ bị uổng phí. Viriya và người bạn quan trọng thứ ba là sati ý thức ý thức chữ sati có hai nghĩa một nghĩa của chữ sati spiriti là tưởng nhớ đôi khi người ta dùng chữ này tưởng nhớ quý vị bắt đầu nhớ lại nhưng tưởng nhớ này về quá khứ không phải là một phần của phương pháp giải thoát nghĩa còn lại của sati là ý thức và ý thức luôn luôn về giây phút hiện tại quý vị không thể có ý thức về quá khứ quý vị chỉ có thể tưởng nhớ về quá khứ quý vị không thể có ý thức về tương lai quý vị chỉ có thể nghĩ đến tương lai nhưng quý vị không thể có ý thức về nó được ý thức phải luôn luôn và luôn luôn thuộc về giây phút hiện tại từng giây phút một những gì quý vị chứng nghiệm được quý vị ý thức được chúng ý thức ở bề mặt ý thức ở bề sâu khi quý vị tu tập với cảm giác quý vị có ý thức ở bề sâu khi đang đi Quý vị ý thức được mình đang đi, khi đang ăn, quý vị ý thức được mình đang ăn, nhưng đồng thời quý vị ý thức được cảm giác của chính mình. Nếu ý thức bị mất đi thì vậy ấy sẽ không đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng. Quý vị có thể có ý thức rất rõ ràng là mình đang đi, đang đi, đang đi. Quý vị phát triển một khả năng tuyệt vời để duy trì sự tỉnh thức về tất cả các hành động của mình. Nhưng sự ý thức ấy không đưa quý vị tới mục tiêu cuối cùng của sự giải thoát. Nếu quý vị bỏ sót cảm giác của mình tôi đưa ra một ví dụ về cô gái trong gánh xiếc cô ta bước trên sợi dây rất căng và ý thức được từng bước của mình nếu không cô ta có thể bị ngã gãy xương hay có thể chết cho nên cô ta ý thức rất rõ ý thức rất rõ từng bước nhưng cô ta không thể trở thành một arahan được cô ta không thể trở thành hoàn toàn giải thoát bởi vì cô ta không biết cảm giác là gì và cô ta không biết giữ sự bình tâm trước những cảm giác hay một cô gái nhảy múa trên khán đài, cô ta ý thức từng bước, từng cử động, nhưng không biết gì về cảm giác. Sự thiếu sót này không đưa chúng ta tới mục tiêu cuối cùng. Cảm giác chính là giáo huấn của Đức Phật. Khi quý vị tu tập với cảm giác, quý vị ý thức về cảm giác, quý vị hiểu được bản tánh của nó là Anicca. Và với sự hiểu biết đó, quý vị giữ được sự bình tâm. Có thế quý vị mới ở trên con đường giải thoát. Vì đây là cách quý vị thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm mình ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Nếu không, quý vị chỉ tu tập ở bề mặt của tâm. Do đó, sati phải là sati đúng đắn, với trí tuệ đúng đắn. Phải hiểu rõ sati là gì, rồi quý vị tu tập theo đó với sati và quý vị đạt tới đích cuối cùng. Rồi đến samathi, định. Một lần nữa, samathi phải là samma samathi, loại samathi đúng đắn. Sự hiểu biết thế nào là Samma Samadhi phải là sự hiểu biết đúng đắn. Chỉ có định không thôi, không hữu hiệu. Định phải đi với tâm thanh tịnh. Điều này có nghĩa là nền tảng phải không còn vô minh. Nếu tâm người ta có một đối tượng tưởng tượng nào đó, và với sự trợ giúp của đối tượng tưởng tượng này, quý vị định được tâm, nhưng nó không phải là Samma Samadhi, định chân tránh. Hay ở nền tảng của tâm, quý vị có ham muốn, quý vị muốn một cái gì? Nhờ vào Samadhi này, ta sẽ đạt được cái này, ta sẽ đạt được cái kia. Không hiệu nghiệm đâu. Tâm phải không có ham muốn, không có oán ghét, không có tưởng tượng. Điều gì quý vị đang cảm nghiệm trong từng khoảnh khắc? Sati, ý thức của quý vị trong từng khoảnh khắc. Quý vị tiếp tục có ý thức về thực tại được bao lâu trong từng giây phút, từng giây phút. Đây là Samadhi đích thực của quý vị. Và người bạn thứ năm, Panya, trí tuệ, Upeka, sự bình tâm. Rất quan trọng. Một lần nữa, nếu Panya này chỉ ở mức độ trí thức, hay chỉ là điều quý vị đã nghe, đã đọc, Sutamaya Panya, hay Chintamaya Panya, trí tuệ ấy không giúp được gì cho quý vị. Trí tuệ ấy phải là Bhavnamaya Panya, trí tuệ thực chứng. Đó là sự đóng góp của Đức Phật cho thế giới loài người. Ba Namaya Panya. Quý vị phải chứng nghiệm trí tuệ ở mức độ cảm giác của mình. Chỉ có thế mới là Panya đích thực. Trí tuệ ở mức độ cảm giác là sự chứng nghiệm trực tiếp và sự bình tâm của quý vị. Trí tuệ của quý vị, trí tuệ này sẽ giúp cho quý vị không còn ham muốn, không còn ghét bỏ ngay ở mức độ sâu thẳm nhất của tâm. Đây là điều quý vị đã bắt đầu làm ở đây. Đây là điều quý vị phải thực hành trong đời quý vị. Trong khi thực hành hàng ngày, quý vị có các cảm giác, nhưng quý vị không phản ứng lại bằng ham muốn, quý vị không phản ứng lại bằng ghét bỏ. Quý vị lúc nào cũng hiểu rằng đây là anicca, anicca và tâm quý vị trở nên quân bình. Rồi quý vị sẽ thấy rằng sự bình tâm này bắt đầu tự thể hiện trong đời sống hàng ngày của quý vị. Sự bình tâm ấy phải thể hiện nếu quý vị chỉ chấp nhận Anicca, nếu chỉ chấp nhận sự bình tâm ở mức độ trí thức và tin tưởng không thôi, quý vị không thể trông mong nó thể hiện trong đời sống hàng ngày của quý vị được. Chắc chắn là có những thăng trầm trong đời sống hàng ngày, chắc chắn những khó khăn sẽ đến. Làm sao để đối phó được với mọi hoàn cảnh trong đời sống hàng ngày của mình với sự bình tâm? Có được như vậy thì Panya mới là Panya thực sự. Lại một câu chuyện nữa ở Ấn Độ một người rất giàu có. Ông ta chết lúc tuổi già. Theo phong tục ở Ấn Độ, hai người con trai của ông bắt đầu sống chung. Hai anh em tiếp tục sống chung với nhau được một thời gian. Sau đó hiểu lầm xảy ra, họ bắt đầu cãi cọ nhau, rồi đòi phải chia ra tài. Tiền bạc, nữ trang, ruộng đất, mọi thứ đều được chia đôi. Sau khi chia ra tài xong xuôi, có người tìm thấy một chiếc hộp giấu ở một chỗ nào đó. Họ mang cái hộp đó ra. Hộp gì thế này? họ thấy trong hộp có hai chiếc nhẫn một chiếc nhẫn bạc tầm thường còn chiếc nhẫn kia gắn kim cương rất quý giá người anh cả nảy lòng tham anh ta cố giải thích cho người em theo anh chiếc nhẫn này không phải là do cha mình sắm được có lẽ gia bảo này được truyền qua bao thế hệ và vì thế nó nên được tiếp tục trao truyền lại cho thế hệ sau anh lớn tuổi hơn nên anh giữ chiếc nhẫn này để tiếp tục lưu truyền nếu mình đem bán nó đi để chia đôi thì mình sẽ mất nó vì vậy anh nên giữ chiếc nhẫn kim cương này còn em nên giữ chiếc nhẫn bạc người em mỉm cười được rồi hãy vui lên anh vui với chiếc nhẫn kim cương còn em vui với chiếc nhẫn bạc và họ bắt đầu cuộc sống riêng của họ thăng trầm thăng trầm cứ tiếp tục xảy ra người anh với chiếc nhẫn kim cương khi mùa xuân đến anh ta rất phấn khởi rất phấn khởi khi hết mùa xuân thu hay đông tới anh ta cảm thấy chán nản rất chán nản luôn luôn mất thăng bằng tâm trí đối diện với mọi thứ trên đời anh ta mất thăng bằng tâm trí căng thẳng căng thẳng huyết áp cao thuốc an thần này thuốc an thần kia thuốc an thần thượng hạng nọ thuốc ngủ này thuốc ngủ thượng hạng kia và đến giai đoạn phải cần đến chạy điện đây là tình trạng của người anh với chiếc nhẫn kim cương còn người em với chiếc nhẫn bạc tầm thường bắt đầu nghĩ rằng cha mình đã giữ rất kỹ chiếc nhẫn kim cương điều này có thể hiểu được nhưng tại sao cha lại bận tâm giữ kỹ chiếc nhẫn bạc tầm thường này? Chắc chắn phải có thâm ý gì đó, có ý nghĩa gì đó. Người em bắt đầu xem xét chiếc nhẫn và thấy chiếc nhẫn có khắc chữ trên đó. Anh ta đọc chữ khắc trên chiếc nhẫn. Dòng chữ, cái này rồi cũng sẽ thay đổi. Ồ, oh, cái này rồi cũng sẽ thay đổi. Đây là giáo huấn của cha tôi. Cái này rồi cũng sẽ thay đổi. Tất cả mọi sự đều thay đổi. Anh ta đeo chiếc nhẫn trên ngón út. Mùa xuân đến, anh ta vui với nó. Anh ta không chạy trốn nó. Anh ta vui hưởng mùa xuân. Nhìn vào ngón tay. Phải mùa xuân này rồi cũng sẽ đổi thay. Nó không tồn tại mãi mãi. Khi mùa xuân qua, anh ta mỉm cười. Ta đã biết trước là nó sẽ đổi thay. Nó đã đổi thay. Thì đã sao nào? Ta không bận tâm. Anh ta không bất thăng bằng tâm trí. Khi mùa đông tới, lại với chiếc nhẫn cái này rồi cũng sẽ đổi thay anh ta không khóc lóc cũng không cảm thấy chăn nản cái này rồi sẽ đổi thay luật tự nhiên là thế nó phải đổi thay những thăng trầm thăng trầm chắc chắn sẽ đến trong đời khó khăn chắc chắn sẽ đến trong đời nếu chúng ta cứ hiểu rằng cái này rồi cũng sẽ đổi thay cái này rồi cũng sẽ đổi thay không cứ là phải nhìn chiếc nhẫn chiếc nhẫn trong tâm thực tại bên trong chúng ta đã được di sản này từ Đức Phật. Hãy quan sát thực tại bên trong. Cái này rồi cũng đổi thay khi gặp phải một kinh nghiệm rất đau đớn. Cái này rồi cũng đổi thay khi có dòng luân lưu dễ chịu. Ồ, cái này rồi sẽ đổi thay. Chắc chắn là có đổi thay. Quý vị đang cảm thấy nó bất cứ sự thật nào quý vị chứng nghiệm bên trong cũng cùng sự thật ấy được biểu lộ bên ngoài. Cái này sẽ đổi thay. Cái này sẽ đổi thay và quý vị giữ tâm hoàn toàn quân bình. Có thế thì người bạn Panya này mới là người bạn rất tốt của quý vị. Tất cả năm người bạn này là những người bạn tuyệt vời. Đừng lo gì về những kẻ thù. Không có kẻ thù nào có thể làm hại được quý vị. Hãy giữ năm người bạn này. Và giữ năm người bạn này cho tinh khiết, không bị ô nhiễm. Với trí tuệ, hãy hiểu rõ làm thế nào để tận dụng năm người bạn này và quý vị sẽ thấy rằng dần dần từng bước một quý vị đang tiến dần tới đích cuối cùng hai ngày hành thiền còn lại là những ngày hành thiền rất nghiêm túc hãy lưu ý là suốt ngày đêm quý vị cố giữ cho được sự thực hành liên tục ngoại trừ lúc ngủ say ngoài ra luôn ngày đêm thực hành thiền nghiêm túc không để ý đến những thiền sinh khác tự một mình mình tiếp tục tiếp tục hãy tiến vào thật sâu làm cuộc giải phẫu sâu trong tâm Hãy bứng nhổ những phức cảm bám rễ sâu bên trong và tự giải thoát mình. Càng xóa bỏ được nhiều tật xấu chừng nào, ta càng giải thoát được nhiều chừng đó giải thoát khỏi những khổ đau. Cuộc đời đầy dẫy khổ đau bởi vì cuộc sống đầy những tật xấu, tật xấu tinh thần. Hãy thoát ra khỏi những tật xấu đó và hưởng được an lạc thực sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thực sự. Nguyện cho tất cả quý vị hưởng được an lạc thật sự, hòa hợp thật sự, hạnh phúc thật sự. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn